Hướng dẫn tạo gian hàng trên Facebook. Từ A đến Z cho bạn nào chưa biết gì. Kiến thức mới nhất năm 2023. Bản cập nhật mới nhất nên các bạn hãy xem hết nhé. Em chia sẻ đến anh chị cách tạo cửa hàng Facebook nhé. Thì đây là trang fanpage này em đã tạo cái cửa hàng rồi. Thì khi mà tạo cửa hàng thành công ấy, thì anh chị sẽ nhìn thấy này, cái dòng chữ cửa hàng ở đây. Và hoặc là mình sẽ tùy chọn cho cái chỗ nút tin nhắn này thành cửa hàng cũng được. Và thành công thì anh chị kích vào cửa hàng này. Đấy, thì ở đây là sẽ đã ra sản phẩm như thế này, là tạo cửa hàng thành công. Đó. Đấy, chính là sản phẩm đã ok. Đó. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cách chi tiết anh chị nhé. Đây, thì em sẽ hướng dẫn cách fanpage này, em up nó lại này. Đấy, thì fanpage này đã chưa tạo cửa hàng nhé, nên là chưa có anh chị nhé. Để em kích vào xem mục xem thêm đến các tab là đều chưa có cửa hàng. Và bây giờ bắt đầu em sẽ tạo. Để bắt đầu tạo cửa hàng thì anh chị cần có cái tài khoản doanh nghiệp. Đó, thì em sẽ sang cái tài khoản doanh nghiệp này. Anh chị sẽ vào tài khoản doanh nghiệp BM đấy, Business đấy. Thì đây em bắt đầu. Thì để tạo cửa hàng thì anh chị vào ba vạch này. Rồi chọn công cụ quản lý thương mại này. Đấy, kích vào chọn công cụ quản lý thương mại. Rồi ok. Tiếp theo anh chị thêm tài khoản này. Rồi tiếp theo ấn nút tiếp này. Rồi ở đây anh chị sẽ chọn cái phương thức thanh toán, thì hiện tại là phù hợp với Việt Nam mình là cứ chọn tin nhắn nhé. Anh chị chọn thanh toán qua tin nhắn này. Còn trên kia là web chưa phù hợp mới lắm. Mấy mục trên phù hợp với nước ngoài, anh chị ấn tiếp. Tiếp tục anh chị sẽ chọn fanpage. Và đây em sẽ chọn cái fanpage này nhé. Đó, đây fanpage của em. Đây fanpage của em, fanpage này chính là chưa có cửa hàng này. Đó. Và đây em sẽ chọn tiếp này. Tiếp này. Tiếp theo anh chị sẽ chọn tạo cái danh mục nhé. Anh chị xuống kéo xuống dưới này. Anh chị sẽ kích vào và đặt tên danh mục theo tùy chọn anh chị nhé. Tiếp tục anh chị ấn tiếp này. Rồi anh chị sẽ chọn quốc gia. Thì em sẽ chọn tạm một quốc gia đi. Anh chị sẽ chọn tạm một quốc gia đến. Xong rồi ấn tiếp này. Rồi như vậy là đã xong này. Ok. Bây giờ anh chị tích cho em cái bằng việc chọn gửi này. Xét duyệt. Xong anh chị ấn hoàn tất quy trình thiết lập này. Rồi sau khi xong đến bước này anh chị ấn cho em thêm sản phẩm này, mình sẽ đăng thêm một sản phẩm lên này. Ấn tiếp tục thủ công này. Rồi bây giờ em sẽ đăng một sản phẩm nhé. Ví dụ em sẽ đăng một sản phẩm. Em sẽ đăng một sản phẩm cái áo này. Ok này, review này. Ví dụ ở đây em sẽ ghi áo polo. Ví dụ đây. Bên mô tả này. Áo polo. Ví dụ vậy. Rồi sau khi phần tiêu đề mô tả xong, anh chị tiếp tục đến phần web, thì anh chị copy cái trang web của anh chị vào thôi. Rồi tiếp tục anh chị chuyển sang phần giá này. Ví dụ giá đây cho người này. Giá ở đây thì là có giá tiền của Việt Nam, anh chị sẽ chọn tiền Việt Nam, đấy, tiền Nam đồng này. Và anh chị muốn có giá khuyến mại thì tích vào đây là có giá khuyến mại rồi. Đó, tích vào đây và nhập giá khuyến mại vào xong. Tiếp tục anh chị chọn hạng mục này. Chọn hạng mục khác này. Cái danh mục này thì anh chị sẽ chọn danh mục phù hợp với ngành hàng của mình ấy. Em chọn khác và nhớ là đặt giá khuyến mãi thì tích vào đây thôi. Ví dụ tích vào đây và nhập thôi. Đó. Sau khi xong hết thì cái phần ở dưới này thì không quan trọng, chỉ cần những phần đấy thôi. Sau khi xong hết anh chị ấn tải mặt hàng lên. Đó, cũng tương tự thì các cái sản phẩm về sau ấy, anh chị muốn thêm sản phẩm thì cứ thêm vào mặt hàng thôi. Cứ kích mặt thêm vào mặt hàng và tiếp tục cứ đăng sản phẩm như vậy. Rồi và bây giờ em sẽ quay lại fanpage và em kiểm tra này. Đấy, chưa có cửa hàng nhé. Bây giờ em sẽ F5 lại. Đó, thì ở đây anh chị để ý cửa hàng của em đã hiện ra nhé. Rồi em sẽ kích vào đây em xem đã sản phẩm chưa. Đó, sản phẩm thì hiện tại là đang chưa xét duyệt. Nó sẽ xét duyệt khoảng một lúc là sẽ hiển thị anh chị nhé.